đường Lê Viết Thuật, thành phố Vinh, đường Duy Tấn, thành phố Vinh. Đây là đại lộ Lenin. Đại lộ Lenin giờ giống như một con sông luôn. Thật kinh khủng. Đây con đường đẹp nhất của thành phố Vinh nha các bạn ạ. Thôi xuống đường 72 thôi, mà ở thôi. Xuống khu vực đường 72, Nghi Phong mà ở. Đường Lê Hồng Phong. Đường Lê Hồng Phong cũng ngập nặng lắm. Thật kinh khủng các bạn ạ, quá kinh khủng. Ví như một con sông, sông Lê Hồng Phong. Sông Nguyễn Văn Cừ các bạn này. Bên này là tiếp tục là sông Lê Hồng Phong này. Đường Quang Trung, thành phố Vinh.